Một chiếc laptop sáng tạo đồ họa chuyên nghiệp và được hỗ trợ tối đa bởi công nghệ AI thì không cần đi đâu xa. Bên dưới Minh Phong đây là một chiếc laptop đến từ nhà Acer Swift X14. Acer luôn diễn ra chương trình bảo hành VIP 3S1, bảo hành nhanh quá 3 ngày 1 đổi 1 máy mới. Và Acer là hãng duy nhất cam kết với người dùng không để khách phải đợi lâu mới có máy sử dụng. Đầu tiên về phần ngoại hình và thiết kế đến từ chiếc laptop Acer Swift X14 này thì được trang bị cũng như là khoác trên mình một chiếc áo màu xám cực kỳ sang trọng và tinh tế. Và ngoài ra chiếc laptop này rất phù hợp với những anh chị em nào mà đi lại nhiều, tại vì sao trọng lượng cực kỳ nhẹ, chỉ 1,5 kg. Và chiếc laptop này được trang bị tấm nền lên tới là 14,5 inch, và tấm nền là OLED là phải gọi là cực kỳ xịn sò luôn. Khi mà chúng ta làm việc chơi game thì cái màu sắc chúng ta nhận rất là chân thật và sống động. Và ngoài ra thì tần số quét lên tới là 120Hz, cùng với đó là độ phân giải 2,8K, thì khi mà chúng ta chơi những tựa game nặng thì nó không bị giật hình cũng như là bị xé hình. Đi sâu hơn một xíu về chiếc laptop đến từ nhà Acer này thì về cấu hình thì chiếc laptop sử dụng con chip đó là Intel Core Ultra 7 155H và xung nhịp tối đa lên tới là 4,8GHz, thì nó sẽ cho chúng ta thực hiện những tác vụ nhẹ nhất đến mạnh nhất và cực kỳ mượt mà. Và ngoài ra thì chiếc laptop này sẽ sử dụng bộ nhớ lên tới là 32GB DDR5 nhưng mà không được nâng cấp. Nhưng mà với cái dung lượng này thì khá là đủ cho anh em sử dụng rồi. Còn về ổ cứng của chiếc laptop này thì sẽ lên tới là 1TB mọi người, cực kỳ khủng. Và như ở đầu video mà Minh Phong có nhắc tới, đó là chiếc laptop này chuyên nghiệp về sáng tạo đồ họa đúng không? Thì nó được trang bị con cặp màn hình đó là RTX 4070 cực kỳ mạnh mẽ, để cho các anh em của chúng ta có thể Blender này, render video, edit video và đặc biệt hơn là chơi những tựa game nặng trên chính chiếc laptop này. Còn về phần cổng kết nối thì mặt bên phải của chiếc laptop chúng ta sẽ được trang bị đó là một cổng micro SD, một cổng USB Type-A. Và còn mặt bên trái thì chúng ta sẽ có đó là một HDMI này, một USB Type-A và hai cổng Thunderbolt và một cổng jack 3.5 out. Và nhìn chung chiếc laptop đến từ nhà Acer Swift X14 này rất phù hợp cho những anh em nào hay đi lại cũng như di chuyển nhiều, và đặc biệt hơn là chuyên về thiết kế đồ họa hoặc là chơi những tựa game nặng trên chính chiếc laptop này. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom. Và như thế vẫn chưa hết đâu với những vị khách hàng khi mà tham gia sự kiện Back to School 2024 đến từ Acer, diễn ra từ ngày 17 tháng 7 2024 đến hết ngày 31 tháng 10 2024, sẽ có cơ hội nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi mua các sản phẩm Predator Helios, Predator Helios Neo này, Gaming Nitro V, Swift Go 14, Swift X sẽ được đăng ký thông tin để nhận ngay những phần quà tặng, bao gồm một thẻ nạp game Vinagame 500.000 đồng hoặc một thẻ mua sắm trị giá God X 200.000 đồng và cùng cơ hội trúng vali Acer Predator trị giá 8 triệu đồng. Và quà tặng đặc biệt dành cho 4 vị khách hàng đăng ký may mắn nhất, thông tin hợp lệ sớm nhất vào mỗi thứ hai hàng tuần.